Trong những năm học qua, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ của trường mầm non xã Đồng Lương đã nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình và xã hội. Nhà trường xác định việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ, tăng cường sức khỏe cho trẻ, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất và trí tuệ. Năm học 2019-2020, trường mầm non xã Đồng Lương có 32 cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ với 17 nhóm lớp, 343 cháu ở 3 điểm trường. Trong đó, nhà trẻ 5 nhóm, 78 trên 174 cháu, đạt 44,8%, mẫu giáo 12 lớp, bằng 265 trên 265 cháu, đạt 100%. Huy động 100% trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt chú trọng ở các khu điểm lẻ như khu trỏng, khu thung, huy động trẻ ra lớp đạt từ 40% trở lên, đạt chỉ tiêu đề ra. Về công tác chăm sóc giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng, kênh bình thường là 325 trẻ đạt 94,7%, kênh chiều cao bình thường là 325 trẻ đạt 94,7%. Kênh suy dinh dưỡng 18 trẻ đạt 5,3%, kênh chiều cao suy dinh dưỡng 18 trẻ đạt 5,3%, giáo dục trẻ đạt 343 trên 343 bằng 100%. Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên là 32 cán bộ giáo viên nhân viên. Số cán bộ giáo viên nhân viên đạt trình độ trên chuẩn là 31 bằng 97%. Giáo viên giỏi cấp trường đạt 20 trên 30 và có 5 giáo viên đạt cấp huyện. Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường có 19 giáo viên đạt lao động tiên tiến cấp huyện và có 4 cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong năm học 2020-2021, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chuyên môn, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý tại các khu điểm trường ở bản trong việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục toàn diện cho trẻ, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của trẻ, rèn luyện cho trẻ biết được một số thói quen sinh hoạt tốt trong ăn uống, thao tác vệ sinh cá nhân, đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Ngoài việc chăm sóc trẻ trên lớp, các cô giáo còn thường xuyên tuyên truyền cho các bậc phụ huynh phương pháp chăm sóc trẻ ở nhà, quan tâm đến bữa ăn của trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm cho trẻ có sức khỏe tốt khi lên lớp, quan tâm đến các bé suy dinh dưỡng có chế độ ăn phù hợp để các cháu phát triển một cách toàn diện. Để đảm bảo tốt chế độ dinh dưỡng, nhà trường cũng luôn chú trọng tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trang bị đầy đủ đồ dùng, thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, an toàn, hợp vệ sinh, lựa chọn và hợp đồng với những đơn vị cá nhân cung cấp thực phẩm sạch, an toàn, bếp ăn thực hiện theo đúng quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo 10 quy tắc vàng về an toàn thực phẩm. Để đảm bảo bữa ăn cho trẻ theo các mùa, ban giám hiệu nhà trường xây dựng biểu đồ dinh dưỡng hợp lý, đủ chất dinh dưỡng, chế biến theo quy trình bếp một chiều, đảm bảo nghiêm về an toàn thực phẩm. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ, nhà trường luôn thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa với nội dung giáo dục hướng đến mục tiêu hình thành phát triển tư duy, kỹ năng cho trẻ. Để đảm bảo cho cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ thì tôi cũng đã triển khai đến các nhóm lớp và trang trí theo chủ đề chủ điểm. Và nhà trường cũng đã tu sửa về cái cơ sở vật chất để làm sao đảm bảo cái an toàn cho trẻ khi mà trẻ đến trường. Trong năm học 2020-2021, trường mầm non xã Đồng Lương tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc, khuyến khích động viên tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục chăm sóc trẻ. Để đạt được các kết quả cao trong năm học thì trường chúng tôi thì thứ nhất là giao các cái chỉ tiêu về các nhóm lớp và từ đấy thì các giáo viên sẽ kết hợp với các bậc phụ huynh tuyên truyền các cái công việc chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Và ngoài ra thì giáo viên cũng học hỏi lẫn nhau trong cái chuyên môn, thực hiện các cái chuyên đề của cấp trên và từ đấy áp dụng vào trong cái việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày một tốt hơn. Việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ ngay từ những ngày đầu năm học mà nhà trường đang nỗ lực triển khai là niềm vui,
và là nền tảng để khuyến khích động viên tập thể cán bộ giáo viên nỗ lực phấn đấu, thực hiện sự nghiệp chồng người, góp phần ươm mầm non cho sự phát triển của quê hương đất nước.